Xin chào quý anh chị, hôm nay giá vàng xuống đâu đó khoảng tầm 89,9 triệu đồng một lượng. Và tôi mới từ tiệm vàng lên đây. Thì tiệm vàng tôi hỏi mua nhưng mà không có vàng anh em. Đến thời điểm này là hết vàng rồi. Tạm thời nha, vàng SCC và vàng miếng, vàng nhẫn cũng đều hết vàng rồi. Và tôi thấy rằng là cái nhu cầu vàng của người dân Việt Nam mình còn rất là nhiều. Vì vậy mà các bạn biết đấy, giá vàng ở thế giới là đang 70 triệu đồng một lượng. Thì giá vàng Việt Nam là đâu đó nó khoảng tầm 89,9 triệu đồng, tức là tương đương tầm 90 triệu đồng, đang rất là cao so với giá vàng thế giới. Thì tôi vẫn thường chia sẻ với anh em ấy, nếu trong cái trường hợp giá vàng thế giới nó đang rất là thấp hơn so với giá vàng Việt Nam, mà giá vàng trong nước mà nó còn tăng lên khoảng tầm 100 đến 150 triệu, thì đương nhiên rồi, nhà nước chúng ta sẽ phải nhập vàng vào để mà bán ra. Để mà giảm được giá vàng trong nước thì chỉ bằng cách là nhập nhiều vàng vào, đúng không? Để mà bán ra. Đó thì nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là giá vàng trong nước mà nó lên đến 150 triệu đồng, tức là nó chênh lên quá nhiều so với lại giá vàng thế giới có 70 triệu đồng, thì chúng ta phải suy nghĩ nhé. Bởi vì nhà nước có thể nhập vàng thì khiến cái giá vàng trong nước nó sẽ giảm xuống, đấy, tiệm cận so với giá vàng thế giới. Vì vậy mà anh em tránh cái FOMO như vừa rồi, khi mà giá vàng trong nước đã đẩy lên đến 90 triệu đồng một lượng, 92 triệu đồng một lượng, đúng không? Và bây giờ nó đang là 90. Tôi hy vọng rằng là giá vàng thế giới giảm xuống để có, thứ nhất là các giá cả từ bất động sản lẫn tiền mặt không bị mất giá, đúng không? Vì vậy mà quý anh chị cũng đừng FOMO nhé, để theo thị trường, và chúng ta hãy đầu tư hoặc là mua vàng một cách thông minh. Rồi anh em mà thấy hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình được biết. Và xin chào, hẹn gặp lại.